Hello, xin chào đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lệ Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay mình mới cạo râu nhìn đã hơn ạ. Có nhiều người mình lên mạng mình chia sẻ, nhiều khi mình không có quan tâm về bề ngoài. Có nhiều người nói mình nào là xuống sắc, nào là xuống cấp, nào là đủ thứ. Con người ta họ sống nhìn cái bề ngoài và ghê gớm lắm. Thôi để mình quay cửa lên, trời nó mát, mình quay cửa xuống cho nó mát mà thấy ồn quá. Để mình quay cửa lên live stream cho nó bớt ồn. Anh chị các bạn biết cái cuộc sống xã hội ở Việt Nam mình là một đất nước mới phát triển. Sự phát triển nó kèm theo nhiều hệ lụy lắm, biết bạn chị các bạn à. Chứ không phải là sự phát triển có nghĩa là mình nghĩ rằng cái gì nó cũng là hoàn hảo hơn và tốt đẹp hơn. Nó không có đâu. Ngay cả vấn đề mà bảo hiểm rồi, các bạn thấy ở cái thời mà đất nước mình còn gọi là cái thời mà bao cấp đó, mình sống mình đâu có bị lệ thuộc vào những cái công nghệ cao và những cái vật chất xã hội như ngày hôm nay đâu. Những cái nhu cầu sống của người ta ngày xưa giản dị và bình dân lắm, nó rất là mộc mạc. Ở quê đồ nó còn mộc mạc nữa, nhiều khi ở quê mà là lên thành phố mà thấy cái cột đèn đường, cột đèn xanh đèn đỏ là thấy nó lạ mắt rồi. Thấy nhà lầu biệt thự rồi, những cái nhà chọc trời rồi, nhìn thấy nó đã làm sao rồi. Con người ta ngày xưa họ sống mộc mạc và hiền hòa, bởi vì cái mô hình xã hội nó không có bị lôi cuốn bằng những cái sự giả tạo qua những cái truyền thông, mạng quảng cáo, mạng bây giờ lại mạng xã hội nữa. Tôi nói anh chị các bạn, khi mà tôi đến đất Mỹ mấy chục năm về trước, nước Mỹ nó cũng vẫn giống như Việt Nam mình ở cái thời mà mình còn sống giản dị đó. Ngày xưa mà khi mà internet đâu chưa có, bạn dân Mỹ họ sống cũng mộc mạc lắm, chứ không phải như bây giờ đâu. Các bạn biết sao, khi mà công nghệ nó phát triển tràn lan ra, bắt đầu là cái sự lừa đảo nó kinh hồn luôn. Người Mỹ ngày xưa họ cũng sống như ở Việt Nam mình, những người dân mà sống mộc mạc và cái lối sống nó giản dị lắm, mà những cái chi tiêu trong cuộc sống nó cũng không có tốn kém nhiều nữa. Các bạn biết ngày xưa người ta đâu có trả điện thoại cell phone đâu, đâu có điện thoại nào smartphone. Hồi đó tôi đến Mỹ, cuộc sống nó bình lặng mà nó yên ổn. Sau này cái công nghệ cao bắt đầu nó thay đổi, và chính sách toàn cầu hóa của thằng Mỹ các bạn biết, nó làm xáo trộn hết những cái hệ thống quốc gia, rồi những cái an ninh, những cái mô hình xã hội nó làm thay đổi ghê gớm lắm. Mà cái bề mặt bên ngoài thì lúc nào nó cũng đi rao truyền cái rao giảng cái đạo đức của thằng Mỹ rồi, nào là nhân quyền, nào là tự do dân chủ thế này nọ. Nhưng mà đụng vô cái khuôn khổ pháp luật của nó là chết với nó. Các bạn thấy đó, nó sang Việt Nam mình vậy, nó bắt tay rồi nó làm giống nó ngoại giao, mà cái chính sách ngoại giao của nó ghê gớm lắm. Nó là con dao hai lưỡi. Và xã hội ngày nay các bạn thấy ở Việt Nam nó mới hình thành, và cái vấn đề là bên phía những người lãnh đạo Việt Nam mình, người ta không có chuẩn bị trước những cái mà về những cái sự mối nguy hiểm của xã hội khi mà công nghệ cao nó phát triển đó. Cho nên nó làm cho cái xã hội mà người dân họ khi họ cập nhật cái họ bị sốc. Chính vì vậy mà những cái tụi mà thành phần xuyên tạc chống phá đất nước ở hải ngoại các bạn, bắt đầu nó rỉ tai những người dân mình, những người mà họ không có cái sự hiểu biết một cách sâu rộng nhìn về vấn đề thế giới bên ngoài, bắt đầu cái họ quay qua. Các bạn thấy ngay cả những người mà lao động phổ thông, họ đi làm việc cũng vất vả, họ kiếm được đồng tiền. Ở bên Mỹ những người lao động phổ thông người ta cũng làm vất vả, người ta kiếm được đồng tiền, nhưng mà người ta sống, họ hòa nhập được những cái nan đề xã hội, và họ không có đổ lỗi cho cơ chế. Còn ở Việt Nam á, thì họ quay qua họ đổ lỗi cơ chế, bởi vì họ bị những cái sự tuyên truyền dối trá
của những cái thành phần chống chống cộng cực đoan ô hợp ở hải ngoại, những cái tổ chức chống cộng ở hải ngoại, tụi nó kinh hồn lắm. Bởi vì các bạn biết nó ở cái xứ trời trời đất Mỹ, mà các bạn nghĩ là một cái đất nước hợp chủng quốc mà nó đa văn hóa, đa dạng lắm, nó rất là phức tạp. Cho nên ngày hôm nay những cái vấn đề mà bảo hiểm y tế, bảo hiểm phúc lợi xã hội, bảo hiểm đủ thứ hết, nó kèm theo rất nhiều hệ lụy. Các bạn thấy đó, nhiều người nó tại Việt Nam mình luật pháp nó chưa có rất, đúng là tôi nói nó chưa có rõ ràng. Luật pháp của mình nó cứ uyển chuyển, nhiều khi trung ương đưa xuống rồi bắt đầu địa phương thì nó lại làm khác, rồi xuống địa phương, rồi cấp tỉnh, rồi cấp thành phố, rồi xuống tới phường, rồi xuống tới qua tới xã, rồi chàng ơi nó bị, nó không có đồng loạt, bắt đầu nó bị xáo trộn tùm lum hết. Còn thằng Mỹ không có các bạn, luật của nó là nó răng đe ghê lắm, nó ban nó hành ra rồi là không có nói là tôi ở quốc gia nào tôi mới tới hay là tôi không biết này, không có chuyện đó. Khi anh bước vô nước Mỹ là anh phải biết cái luật của nó. Đó, nó không có kiểu giống như là xí xó hay là bỏ qua, không có. Bởi vậy cái những cái người Việt mình khi họ đi sang được đất Mỹ rồi, chưa nói trời Tây thôi đó, xứ châu Âu rồi nó còn khắc nghiệt nữa, họ không hòa đồng được. Cũng như các bạn thấy những cái thành phần dân chủ cũ trong nước, như cái thằng Thái Văn Đường, các bạn thấy nó là một điển hình giết lót rồi xuyên tạc chống phá những người lãnh đạo, rồi tìm đủ mọi cách để đặng mà chống phá Việt Nam, để đi tìm đến một cái hướng đi gọi là tự do, dân chủ, nhân quyền hay này nọ. Nhưng mà khi mà nó đặt tới đất Thái Lan là các bạn thấy nó chới giới rồi, nó bị chới giới, không như mơ tưởng. Ý là nó chưa đến được đất Mỹ đó các bạn thấy không? Như con Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có cái nick mẹ nấm đó, các bạn thấy không? Qua xong rồi không như mơ tưởng, nước Mỹ bị không vĩ đại như mơ tưởng. Rồi Bùi Kiếm Thành, Tạ Phong Tần, Điếu Cày, Trần Khải Thanh Thủy, chàng ơi biết là bao nhiêu. Còn cái thằng Nguyễn Văn Đài thì các bạn thấy qua bên châu Âu rồi, cái thằng đó nó lừa đảo ghê gớm lắm. Cái thằng đó có nhiều người không biết, tưởng đâu là nó là một cái chính trị gia hay là cái gì đó ghê gớm lắm, lên mạng luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư con khỉ khô gì, nó mà luật sư gì, nó là thằng lừa đảo, nó lừa cả cái đám chống cộng ở hải ngoại. Nó mà cả tôi gặp nó là tôi nói mày là cái thằng lừa đảo, mày vô phao thoát thôi, phao thoát cái tụi chống cộng đó, nó chửi mày sắp mặt luôn, nó đâu dám giác cái mặt nó vào trong đó đâu, vào đó đâu, tụi chống cộng cho nó chửi nó lừa tụi nó cả $100,000, hơn $100,000 mà toàn là lừa bịp không. Mấy cái tổ chức như Việt Tân đồ cũng vậy, tụi nó rỉ tai rồi nó manipulate với nhau, nó làm cho người ta, nó tẩy não người ta đi theo nó. Các bạn thấy đi vào những con đường lao lý tù tội, tương lai thì mờ mịt. Các bạn nhìn thấy 100 thằng chống cộng, 100 thằng, 100 con, 100 đứa chống cộng, có thằng nào ra hồn cả dí gì đâu. Các bạn chứng minh cho tôi đi, và tôi sẽ không tham gia chính trị và bỏ hết luôn á. Các bạn chứng minh cho tôi đi, tôi nói thật đấy, tôi tham gia chính trị từ khi mà mới bắt đầu mà có mạng internet đó. Tôi chống cái bọn mà chống cộng, cái đám ô hợp ở bên Mỹ, tôi nói thật đấy, toàn là đạo đức giả, toàn là lưu manh giả danh yêu nước không à. Tôi đưa ra chứng minh cho mấy các bạn thấy luôn. Hồi cái thời phao thoát mà tôi hay nói hoài đó, Sĩ Hoàng là một cái tay gọi là chống cộng khét tiếng trí thức rồi ghê gớm lắm đó, Việt Kiều Pháp đó. Ông mà giảng tam quyền phân lập các bạn nghe không mê chết. Vô đó tôi cũng hay sốc ông lắm, không phải sốc mà mình phản biện lại đó, thì cũng cuối cùng cũng lừa đảo rồi, nào là Đỗ Thông Minh rồi học giả rồi nó đưa ông lên 9 tầng mây, học giả rồi có học giả đâu, học hành thì dở dang,
người mấy tay đó là kỳ cựu của chế độ cũ á. Các bạn thấy không có đứa nào ra hồng gì, mấy cái đám lóc nhóc lôi trôi như con dồi hiện nay thì như thằng đái ăn đường vậy đó, thằng đái ra đường vậy. Các bạn thấy đấy, giờ qua Thái Lan rồi bị trù dập te tôi tơi bời ba lá chịu sao nổi. Cái thằng Bạch Hồng Quyền gì đó, các bạn thấy qua Canada nó còn nói mà ước nó, thà là nó biết ngày xưa thà là nó ở tù cộng sản còn hơn là phải đi qua Canada, qua trời tay trời Bắc Mỹ để đặng mà đi làm lao nô. Các bạn thấy không, làm thấy mẹ thấy má luôn. Tôi nói con người của tôi sống thật, tôi nói chị các bạn, nhiều khi tôi cách nói chuyện của tôi rất là dễ làm bích lòng nhiều người lắm, tại vì tôi suy nghĩ sao tôi nói như vậy, tôi không có méo mó, với lại tôi không có lập kênh hay là lên trên này để câu view câu like cả. Bởi anh chị các bạn thấy tôi like có bao giờ tôi đếm bao nhiêu người tôi mới like, hay là đông người tôi mới nói, một mình tôi cũng nói nữa, tại vì tôi nói một số các bạn lấy cái like của tôi để các bạn chia sẻ kênh các bạn kiếm được đồng tiền quảng cáo lợi nhuận, tôi mừng cho các bạn, chỉ mong các bạn làm sao mình chia sẻ nhau để mình học hỏi, để chống lại những cái tuyên truyền bịp bợm dối trá của các thế lực xuyên tạc chống phá đất nước Việt Nam, một mảnh đất quê hương mà hàng triệu người đã ngã xuống, biết bao nhiêu những anh hùng dân tộc các bạn họ đã nằm xuống, biết bao nhiêu xương máu của những anh hùng, những người dĩ quốc vong thân các bạn họ đã đổ xuống cho đất nước quê hương này để mình có được một đất nước thanh bình. Các bạn thấy chiến tranh thế giới ngày hôm nay loạn lạc khắp mọi nơi, các bạn không có nhìn thấy bên Sudan cũng vậy, nó mấy cái tụi mà thi bọn tu bản rồi, các bạn thấy nó đem những cái súng ống đạn dược khí tài tới gieo rắc vào những cái đất nước quốc gia, những cái người lãnh đạo tham quyền cố vị, những cái thành phần mà bán nước làm tay sai, các bạn thấy Ukraine cũng vậy, Ukraine cũng vậy, các bạn thấy một đất nước đó đòi tam quyền phân lập cũng có tam quyền phân lập, rồi cuối cùng đất nước ngày hôm nay chiến tranh loạn lạc, dân thì khổ lầm than, đất nước tan nát hết, các bạn thấy đó. Trong khi đó quê hương mình, đất nước mình vẫn yên bình, mặc dù cái xã hội, cái vấn đề mà là một số những cái quan liêu ở ở cấp địa phương nó vẫn có, nhưng mà các bạn thấy được cơ quan trung ương chính phủ giải quyết làm việc rất là cấp bách và hiệu quả, đó là điều mình đáng mừng các bạn, không phải thấy chống tham nhũng rồi bắt đầu mình quay qua bắt đầu mình bức xúc rồi lên rồi bắt đầu kêu rào rồi bắt đầu gây ra những cái hoang mang trong cái xã hội. Các bạn thấy, tại vì tôi sống ở Mỹ, tôi nói các bạn tham nhũng ở Mỹ nó tinh vi mà nó ghê gớm lắm, chẳng có thằng nào mà đi tù đi đụng vô nó lạng quạng là chết với nó, mấy cái nhóm tài phiệt, nhóm lợi ích của nó các bạn biết nó thao túng với nhau ghê gớm lắm, khủng khiếp chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Thôi thì mình cũng tới chỗ để mình làm việc cuộc sống mà, vì vấn đề bảo hiểm rồi tôi thấy Việt Nam thì nó rất là ồn ào, cho nên cái người dân của mình cần phải quay trở về dùng cái sự thiên nhiên được ưu đãi để đặng mà mình bảo vệ sức khỏe của mình, không nên lệ thuộc vào vấn đề công nghệ cao nhiều quá, lệ thuộc vào những cái mà mô hình xã hội nhiều quá, càng mình sống mà mình càng bị lệ thuộc vào đó, các bạn sẽ bị những cái tụi mà kinh doanh đó, nó sẽ làm cho các bạn bị quay cuồng theo nó, cuối cùng mình sẽ trở thành những con rối của tụi nó thôi à, chứ không gì hết trơn á, cuối cùng mình đem tiền của mình đưa cho nó ăn. Tôi nói thật đấy, chứ không có gì hết trơn á, bảo hiểm này bảo hiểm nọ, cái gì mình có khả năng thì mình mua được thì mình mua, còn không thì thôi đừng có để nó dụ mình mà đụng vô mấy cái bảo hiểm
nhân thọ đồ là toàn là lừa đảo, rồi bảo hiểm này bảo hiểm nọ bảo hiểm tùm lum tà la, tụi nó bày ra lắm trò các bạn ơi, nó bày ra lắm trò để đặng mà nó lừa cái người tiêu dùng đó. Cũng ai tụi Mỹ tụi phương Tây nó đem vô Việt Nam, chứ hồi xưa mình đâu có đâu. Các bạn thấy hồi xưa mình sống đâu có như vậy, mình đâu cần những thứ đó đâu. Hồi xưa đói ăn rau, đau uống thuốc, đau gì đó đau thì uống thuốc, thuốc bệnh viện, thuốc thuốc nam thuốc bắc thuốc à. Bệnh cảm thì cạo gió xoa dầu, hồi xưa dùng cái dầu hôi để đặng mà cạo gió mỗi lần cảm lạnh được, mà có ai chết đâu các bạn thấy không. Rồi bây giờ đất nước bắt đầu phát triển đổi mới, nó mang theo những cái công nghệ và những cái sự mà nó quảng cáo rồi nó làm cho mình bị lôi theo. Ôi à, tranh nhau mua mua bảo hiểm nhân thọ, mua cho con, mua cho vợ, mua cho chồng, mua cho cháu nội cháu ngoại, mua hết đó, có gì mai mốt tụi nó hưởng chưa chắc đâu. Mấy thằng bảo hiểm mà đưa nó thì dễ, mà lấy lại nó hơi bị khó đấy. Không có ai khó đâu, không phải dễ đâu, nó nắm cán, nó không có nắm lưỡi. Tiền của mình là nó nắm không á, ghê lắm. Xã hội càng 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 phát triển, nó kèm theo những cái sự gọi là lừa đảo tinh vi và khủng khiếp lắm. Cho nên hết sức bình tĩnh, đừng quá sợ hãi và lo âu. Thôi thì mình dừng like đây nha. Xin chào quý ông bà, xin các bạn một lần nữa. Bye 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 bye.